các bạn đã quay trở lại với kênh Solarbum. Dòng sử dụng lưu trữ là bằng hệ 48V 3540A nha các bạn. Còn cái này thì sạc từ solar thì chấm pin 445 á, có nghĩa là cái tấm này có thể xài được 10 tấm. Điện của nó là dao động từ còn bên đây là pin năng lượng mình đã qua. Hôm nay mình test này với lại mình thăm ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Đây nắp này ra thì hai bên có hai ốc này nha. Đó, bên đây cũng có hai ốc nha mình. Dạ, hai nắp này lên. Tạm lấy cái nguồn cấu tạo vô để mình để cho các bạn thân xem làm theo cái xét lại cái này, xem lại coi cái này như thế nào. Mình chỉ quan tâm tới những áp nó dưới cái mức điện áp mình xét là xét ở khoảng 46 nó điện áp bình mà mình nó tụt xuống. Anh thấy cái chương trình số 11 là sạc từ điện lưới này sử dụng là có điện lưới nha các bạn, nên là mình xét chế độ mưa bão rồi nó không có nạp vào bạch quy đủ. Các bạn đã quay trở lại với kênh Solarbum. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với bạn một cái con là con chuyển đổi đa dụng áp cao nha các bạn, Hybrid Solar Inverter. Đây, cái con này con áp cao nha các bạn. Thì cho các bạn xem cái nem LED của nó nè. Cái bộ này là cái 5,5 kg nha các bạn. Dòng sử dụng lưu trữ là hệ 48V. Thì điện áp ra vẫn là 230. Con này có bộ sạc AC là khoảng 3540A nha các bạn. Thì mát sạc của nó là 80A nha các bạn. Đây nha. Mát sạc của nó là 80A. Thì mình mặc mình để khoảng 30-40 thôi. Còn cái này khi sạc từ solar thì cho tối đa là tới 6000W luôn nha bạn. Lên tới 6000W pin đầu vào luôn nha. Thì dòng sạc là 100A. Thì điện áp làm việc tốt nhất của nó là ở 240. Điện áp hở mạch của nó là điện áp hở mạch tối đa là 500V DC nha các bạn. 500V là tương đương với khoảng 10 tấm pin 445 á, mà mình nói tiếp là cũng khoảng tầm 490-500 nữa nha. Là có nghĩa là cái tấm này có thể xài được 10 tấm pin GA 445W nha các bạn. Tối đa đấy. Thì điện áp làm việc của nó là dao động từ 120 đến 450 ha. Cái dòng cao này nó cho cái hiệu suất tốt hơn nha bạn. Cái nút nguồn bên hông nó đây nha. Con này bảo hành cho bạn 1 năm nha. Nó hơi khác với những con trước đây của mình thường làm ha, khác với con xua chút xíu. Thì cái điện áp con này nó cao ha. Ở đây là cái bình nè, bình mình đấu vào đây nha các bạn. Còn ở đây là pin năng lượng mình đấu vô không. Còn hai cái đây là AC đầu vào và AC đầu ra nha các bạn. Còn cái này là cái giống như cái CV bảo vệ thôi nha. Theo bộ của nó là bao gồm có mấy cái có cái cuốn này, có cuốn điều khiển, có cuốn hướng dẫn này nha bạn. Thì hôm nay mình test này với lại mình giới thiệu cho các bạn các thông số cài đặt của nó luôn. Do mình sẽ giao cái con này cho anh Thanh ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Giao cho anh Thanh, anh muốn nhờ mình là hướng dẫn cho anh cách cài đặt cái con này. Thì bây giờ mình sẽ ghép
ắc quy vào và hướng dẫn cho các bạn cài đặt và anh Thanh xem nhé. Đây nha bạn, đây hai mình muốn đấu được đó là mình phải tháo cái nắp này ra, thì hai bên nó có hai con ốc này nha, đó, mình tháo hai con ốc này ra nha. Hôm nay giờ trời đang mưa mà nên nói nó hơi không có rõ. Bên đây cũng có hai con ốc nha bạn, thấy không? Mình nên gỡ hai con ốc này ra đi. Thì trong đây mình sẽ đấu được. Đó, bây giờ mình gỡ hai cái nắp này lên. Đó, ở trong đây nó sẽ có mấy ốc cho mình dặn nha. Đó, bây giờ mình sẽ đấu đây vào. Mình đấu tạm lấy cái nguồn, đấu tạm vô để mình mình đấu tạm để có cái nguồn vô để mình cài đặt cái thật các thông số trên đây để cho các bạn Thanh xem thôi nha. Không có đấu kỹ nè, nên mình chỉ kẹp đấu sơ sơ đủ 48V thôi. Đây nha bạn, mình đo đây, mình đã đấu một cái nguội vô trong rồi ha. Mình đo đây thì đây nó cho ra là 49V ha. Thì dây trừ mình đã đấu vô luôn rồi nha. Bây giờ mình kẹp cái dây cộng vô nữa thôi. Coi như vô đã có nguồn rồi. Đo nguồn hai cực cho các bạn xem nha. Chặt. Ừ. 48 rồi. Mình sẽ on nguồn lên. Giống như những cái khác vậy á, on lên nó sẽ báo. Nha, ra 220 ha các bạn. Nha. Lát nữa mình sẽ đấu sạc vô luôn cho các bạn xem nha. Bây giờ đầu tiên là mình cài đặt trước. Bạn mở vào cái trang trong này, nó sẽ có các thông số cài đặt nó nằm bên trong, gồm có khoảng 30 cái thông số cài đặt đó. Đây, đây. Đầu tiên á, mình muốn cài đặt hay là mình bấm cái nút exit này ha, bấm giữ cái nút exit này ha, ở nút enter chứ, enter đó, bấm giữ để cho nó thay đổi. Bây giờ nó báo 00, nó đang nằm ở 00 này là exit nha các bạn. Bạn sẽ xuống 01, xuống 01, lên 01, đang 00 rồi lên 01. Thì cái bộ này là bộ 48V. Thì mình đây 01 nè, người ta đang set là S0L. S0L có nghĩa là solar phase ha. Còn là có nghĩa là cái mình xài từ solar trước tiên ha. Bên đây nó giải thích cho bạn nè, các bạn vừa có đọc đây. Mình có thể thay đổi các thông số nằm bên đây. Thì đó. Thì mình thường là mình set theo cái thằng này nguồn solar trước, rồi mấy cái kia sẽ theo sau đó. Còn cái không số 02 á là mình cài đặt cái dòng điện ha. Đây cái không dòng điện của mình là cái hệ 48 02 48, là mình set nó ở cái này, nó không có quy định dòng giống như cái bộ kia ha. Sẽ set dòng này, mình chỉ quan tâm tới cái một set dòng mình thường biết thôi. À,
chỗ này là 02 đang set là 40 A, mình có thể set lên tối đa lên nha các bạn, enter nó một cái ha, enter một cái thì nó sẽ chớp cái chỗ ấy để cho mình thay đổi ha. Mình có lên nè 50 nè, 60 nè, 70 nè, 80 nè, 90 nè, 100, tối đa nó là 100 các bạn. Thì mình để set tối đa luôn, tại vì của anh Thanh này là có 10 tấm 400, thì dòng của nó là dòng nạp số ngách quy của nó cũng khoảng gần 100 nha các bạn. Đó. Rồi mình enter nó sẽ trở lại cũ, mình enter không kịp làm sao. Mình enter nó không kịp các bạn, nó thay đổi không kịp. Thường thường là mình set khoảng 60 đây là xong. Rồi bắt đầu mình lên cái số 3. Số 3 là set cái điện áp, cái dãy điện áp ra các bạn. Thì điện áp vào cái này mình cũng không quan tâm cho lắm nha. Còn battery này thì mình sử dụng làm theo cái set chế độ tắt đó, cái loại battery. Mỗi một loại nó sẽ set tắt rồi mở khác nhau ở chương trình 26 lát mình tới nha bạn. Còn báo lỗi ha. Về bạn đọc lại nha, đọc lại cái này xem lại coi cái này như thế nào. Mình chỉ quan tâm tới những cái thông số như này, xét giọng nè ha, rồi với lại cái backup của nó lúc mà nó quay về tải, quay về lưới thôi ha. Đó. Mình cứ bấm rồi thay đổi theo ở đây ha. Đây là tự động ghi ta khi nhiệt độ. Đó. Còn ở đây là tần số của nó là set 50 Hz ha. Còn điện áp ra là 220, mình set mặc định là 230 nha các bạn. Mình cứ set theo cái mặc định của nó, ghi trên đây nó có ghi mặc định à ha, mình cứ set theo mặc định là được nha. Maximum dòng sạc của cái này, dòng sạc từ lưới đây, dòng sạc từ lưới UVT 30. Lát nữa mình kiểm tra mấy thông số đó, vừa bấm lên bấm xuống mình khó nhìn quá ha, nên mình chỉ cho bạn xem hết nha. Còn dòng sạc ở trong chương trình số 2, còn nè cái chương trình số 12 này có nghĩa là set cái điện áp trở lại cái điện lưới khi mà cái nguồn điện theo cái chương trình số 11 set trở lại điện lưới các bạn. Có nghĩa là khi mà điện áp nó dưới cái mức điện áp mình set thì nó sẽ quay về trở về điện lưới ha. Thì theo cái 48 này thông thường là set ở khoảng 46, 44, 46. Xem mặc định cái chương trình này nó là cái 48 này bao nhiêu. Cái 5,5 kg nè. Thì nó set mặc định nó là ở 54. 54 là nó cài đặt điện áp để từ điện lưới trở tới nguồn điện lưới. Set cái này có nghĩa là 54 là có nghĩa là nó sẽ trở về cái trở về lấy quay trở về từ điện lưới trở về đây. Trở về bình với lại khi mà battery nó xuống. Ở đây nè, đây mình coi lộn qua chương trình số 13 rồi. Đây nè. Đúng rồi, trở về điện lưới khi mà điện áp nó dưới 50
mặc định của nó là 46 nè ha. Mình có thể set xuống dưới 46, 44 thì vẫn được nha bạn. Có nghĩa là sao? Cái bộ chương trình này có nghĩa là mình set cái điện áp mức trở về điện áp lưới khi mà nó dưới cái điện áp mình set ha. À, còn cái chương trình số 13 là set cái điện áp nó trở lại cái solar hoặc là cái ắc quy của mình á, thì ở cái mức điện áp ở đây người ta set mặc định nó là 54. Có nghĩa là khi mà điện áp này mà nó trở về, nó điện áp bình mà mình nó tụt xuống dưới 50, dưới 44, dưới 46 ha, thì nó sẽ đưa về điện lưới mình sử dụng nha. Còn khi mà nó cao lên, khi mình nó nạp qua ngày sau khi có mặt trời á, nó nạp lên tới 54V á, là bắt đầu nó cho mình trở lại sử dụng từ solar với lại ắc quy nha bạn. Đây mình cứ bấm như đây nè. Tôi lên tới chương trình số 12. Đang battery đang set là 46, là set theo mặc định nha bạn. Bạn có thể thay đổi nha. Đó, thay đổi 46, 47 hoặc 45 tùy của bạn nha. Cứ theo mặc định mà xài. Còn chương trình số 13 này là có điện áp trở lại sử dụng solar ha, là mình đang set là 54. Mình cũng có thể thay đổi nha bạn. Hồi nãy mình mới bấm lên thấy cái chương trình số 11 là sạc từ điện lưới á. Sạc từ điện lưới nó đang set là 10, vậy thì hơi thấp, mình sẽ set cho nó cao lên ha. Cho khoảng tầm 30-40 ampe vậy á ha. Mình trở lại nha. Chương trình số 11 nè, là sạc từ điện áp lưới Unity nữa mà. Set cho nó cao lên khoảng 30 là được rồi, không cần phải lớn lắm đâu. Khi mà bình mình hết rồi nó lấy từ điện lưới nó nạp luôn nha. Còn chương trình số 16 nó chọn cách sạc, có nghĩa là mình ưu tiên là sạc từ đâu trước ha. Ở đây nè, từ điện lưới trước nè ha, là CUT nè. Còn từ solar là CS0 nè, từ solar là Unity nè ha. Mình xài ưu tiên từ solar nên mình chọn solar ha. Đừng chọn cái only solar để nó chỉ sạc và sử dụng solar không á, khi mà hết nó cũng không sử dụng điện lưới sạc nha. Mình cứ sử dụng ưu tiên là từ solar ha. Là chương trình số 16. Số 16 ở đây đang set là sạc cả hai cái, mình cứ cho nó sạc từ solar trước tiên. Sạc xong khi nào không có solar thì nó mới lấy cái nguồn từ điện lưới ra ha. Nè, nhanh quá. Cho ắc quy solar, nguồn solar sẽ sạc vào ắc quy trước, UT sẽ sạc vào ắc quy chỉ khi solar không có giá trị ha. Có nghĩa là mình chọn vào cái hàng CS0. Có nghĩa là mình do cái anh Thanh này sử dụng là có điện lưới nha các bạn, nên là mình set cái chế độ ưu tiên sạc là từ solar.
Khi mà hết solar thì nó sẽ chuyển sang sạc từ ắc quy, sạc từ điện 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 lưới nha. Đó. Còn alarm mấy cái này mình cứ để nguyên nó, không quan tâm lắm nha. Mặc định tối sáng có màn hình, độ sáng gì mấy cái này thì cũng không quan trọng. Còn cái này là quá tải bypass, quá tải khi nó qua bypass này á, là khi mà quá tải đối với ắc quy là nó đang set mặc định là bypass 23. Khi quá tải nó sẽ đưa thẳng về điện lưới cho mình á, không xài từ ắc quy. Quá tải ắc quy. Mấy cái thông số này cũng không quan tâm lắm nha các bạn. Glow DC cut up one. À, cái này có nghĩa là chương trình này nó sẽ cài điện áp mà dưới 40. Ở đây ghi là 40 nè. Hoặc là chỉ có 40 thôi. Mình có thể thay đổi ở đây dưới, thường là mình khoảng 42 là mình cắt được. Ở đây hình như là set 40 để mình xem cái nó là khoảng 29 là ở 40 không. Mình bấm ngược lại cho nó lẹ nha bạn. À, 29 là 40. Mình nên sử dụng khoảng 42 thôi. Bảo vệ bình đừng có xả xuống quá. Không được hả? Nó không cho mình thay đổi rồi. Vậy thôi. Thì thôi mấy cái thông số bên đây thì nó cũng không có quan trọng các bạn. Có thời gian gì cái này không quan trọng, mình chỉ quan tâm tới cái đó thôi ha. Rồi các bạn trong quá trình sử dụng á, các bạn quan tâm tới cái alarm của nó ha. Mấy cái bên đây có nghĩa là mấy cái hiển thị để mình xem á, mình xem cái alarm đây, mấy cái báo lỗi code của nó nè. Khi mà nó bị báo lỗi thì nó sẽ nháy ở khoảng giữa đây nè, ha, nó bắt đầu nó nháy lên. Bạn sẽ coi cái số nháy là cái gì, thì nó sẽ giải thích ở đây ha, rồi mình tìm cách khắc phục. Ví dụ như là quạt khóa gì nè, thường nhất là nó hay báo lỗi là số 04 nè, là đối với những cái chỗ mà không có điện lưới là nó hay báo lỗi 04 nè các bạn, là do là điện áp bình mình xuống thấp, mấy bữa mưa bão rồi nó không nạp vào ắc quy đủ, mình xài quá lố vào ban đêm á thì nó hay báo lỗi này nha, báo lỗi 04 nè, là do ắc quy của mình á, nó xả hết điện áp thấp nên nó hay báo vậy. Vì hoặc là cái quá tải cái quá tải nó hay báo cái đó để mình biết là mình đang sử dụng là nó quá tải hay không, là nó sẽ nó kêu beat thì lúc đó mình sẽ tìm cách xử lý khắc phục sự cố của mình đang sử dụng. Thường nhất là mình thấy là hay báo lỗi 04 này. Và bây giờ mình sẽ cấp cái nguồn từ pin năng lượng xuống coi nó nạp bình hay không. Đây mình lấy 4 tấm pin 200W nha bạn. Rồi mình mới lấy 4 tấm nối tiếp lại, điện áp khoảng trăm mấy. Điện áp đang hở mạch là 200, đây để cho bạn xem ha, thấy không, 122V. Do trời đang mưa bão nha bạn, mình đấu giờ ắc quy cái con này phải cộng không, cộng trừ. Đúng rồi, vậy xanh là cộng.
Đấu cái này cũng phải đúng cộng trừ nha mày. Đấu giờ đây. Ây da. Giật mình chứ chứ. Có một giây mình giật. Gắn vào bắt đầu cái nó có điện áp bên ngoài, bắt đầu nó chớp chớp ha. Lát nó sẽ đo điện rồi xong nó sẽ đóng đóng sạc cho các bạn. Bạn có thể xem dòng sạc của nó, bấm bấm lên bấm xuống này ha. Bạn thấy cái này điện áp ắc quy ha. Ở đây là sẽ thấy được cái điện áp đầu vào của nó là 121V. Dòng sạc chưa có. Hồi nãy mình ghép có 4 tấm pin nên mình thử ra nó không đủ điện áp nữa bạn. Nó đây bạn, hồi nãy do nó không sạc được lý do là cái pin của mình nó xuống 120, 121 nên là nó không sạc. Cái bộ sạc này là nó bộ sạc này nó làm việc ở 120 trở lên nha bạn. Có nghĩa là sắp xỉ 120 là nó sẽ không sạc nha bạn. Chính vì thế nên là nãy mình gắn 4 tấm pin nó mới có 120, tấm pin 250 của mình nó không sạc, mình mới ghi ghép thêm một tấm nữa thì nó mới chịu sạc nữa là đó, nha. Đó. Thì cái bộ này mình quan tâm nhất là ở cái thông số 12 này, thông số 12 điện áp trở lại lưới, mình hay set này 12-13 ha. Trở lại lưới và trở lại solar là thông số 12 và 13. Rồi cái quan tâm kế tiếp đó là 02 ha. 02 là set dòng. Và cái số 11 là cái dòng nạp từ năng lượng từ utility từ điện lưới nha các bạn. Còn ngoài ra mình không cần quan tâm những cái khác nha. Quan tâm những cái thông số đó quan trọng thôi. Và quan tâm tới một cái nữa là cái bảng bằng lỗi này nha. Các bạn quan tâm tới bảng lỗi này nha. Rồi. Thôi video mình xin chia sẻ các bạn đến đây là kết thúc nha. Và mình sẽ đóng hàng gửi này cho anh Thanh. Anh Thanh cứ kết nối như em nha. Thì anh có điện lưới 220 thì anh đấu điện vào chỗ AC input này nha, và cái đầu ra là AC output này nha các bạn. Còn BV ở đây nha. Còn khi mà mình muốn đấu thêm á, lúc nào mất thêm á thì lúc đó mình sẽ có các cổng kết nối riêng nha. Rồi thôi, video mà đến đây thì kết thúc nha. Xin chào tạm biệt các bạn.